Thế giới đài vui mừng chào đón các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Hôm nay thì em tiếp tục đưa lên một sản phẩm của hãng Sharp. Con này là Sharp QT77MK2. Thì chiếc này thì em đã có khoảng tầm 3-4 chiếc. Nhưng mà em có những chiếc đẹp thì bán giá của nó khá cao. Còn những chiếc vừa vừa thì giá của nó ở mức vừa phải. Thì cũng xin chia sẻ với các bác như thế này. Những sản phẩm mà sản xuất cho nội địa của Nhật ấy, thì đằng sau của nó thì nó không có chữ là Made in Japan. Và những cái chiếc mà nó là hàng Nhật nhưng mà xuất khẩu ấy, thì nó sẽ có nguồn gốc xuất xứ là Made in Japan. Và có nhiều bác đã thắc mắc về cái vấn đề này thì hôm nay em sẽ xin giải thích và cặn kẽ với các bác như sau. Ví dụ như là chiếc QT88 này. Con này nó là hàng xuất khẩu, điện là 220V, nó là hàng Nhật xuất sang thị trường châu Âu, vì thế nó có Made in Japan ở đây. Thế còn lại những cái chiếc mà nó không có phải là xuất khẩu mà nó là hàng sản xuất cho nội địa ở trong nước sử dụng ấy thì nó sẽ không có Made in Japan. Đấy. Thế còn lại là những nước mà khi mà sau năm 90 sản xuất ở các nước thứ ba thì nó sẽ ghi là ví dụ như là Made in China hoặc là Made in Korea hoặc là Made in Malaysia, Indo, tùy theo từng khu vực. Đấy. Vì thế nên em xin giải thích với các bác như thế thì để các bác hiểu. Bởi vì có rất nhiều bác đã bảo là tôi phải mua nó Made in Japan thì nó rất là khó. Đấy, vì thế nên là em xin chia sẻ với các bác thế. Thế còn chiếc QT77MK2 này thì giá em giao lưu với các bác ở mức giá 5.500.000 đồng trừ một phí ship. Hôm trước em đã từng bán được chiếc hơn 6 triệu. Và chiếc này là ở cửa tiền hơn 5 triệu. Đấy. Vì thế nên là các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì có thể liên hệ để sở hữu nhé. Em sẽ test luôn. Sau đó em sẽ quay hình thức của nó cho các bác cùng xem. Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến vàng. Anh chẳng còn chi ngoài con tim heo em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây, phép gai răng với lũy hào tàu, lỗ châu mài với những địa lỗi đã bao phen máu anh buồn cho còn lại đến mãi bây giờ. Trà xuân đạn này khi sạch nợ sông núi rồi, anh trở về quê tìm tuổi thơ mất. Vắng chân anh nên trở thành hoang bê rong rêu. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em với miếng cầu, với miếng trầu. Xin cảm ơn người nằm xuống để có một ngày. Em sẽ test cái băng số 2 cho các bác. Cũng là test ca khúc của Duy Tánh để cho các bác nghe tốc độ của nó cho chuẩn. Em đã thấy dịch cu lo bảo dưỡng rồi. Có một ngày cho chúng mình ta lại gặp ta, còn vòng tay mở rộng bên bao la. Chuông chùa làm ta nhiều lại vang, bế bài lên
sau thăm núi tìm quê, có con trâu có nương dâu, thiên đường này mơ ước. Quang được lắng nghe ca khúc Một Mai Dã Từ Vũ Khí của Duy Khánh thể hiện. Và bây giờ em sẽ tiến hành quay hình thức của chiếc đài cho các bác. Tại sao chiếc này nó lại có giá mềm hơn một chút thì em xin chỉ ra mấy điểm như sau. Thứ nhất là về hình thức của chiếc đài thì ở phần quay sách của nó các bạn. Đây ạ. Phần quay sách của nó này nó bị chảy một tí này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Nó chảy một xíu ở đây thôi. Đấy. Và khi em mua đấu giá ở Nhật thì nó cũng nói là cái quay sách nó bị chảy một tí. Đấy. Và chiếc này có mức giá là 5,5 triệu nhá. Đấy, còn ra ngoài hình của nó thì rất là đẹp, đỏ. Đỏ đẹp. Đấy. Con này thì các bác có thể cắm được điện 100V. Và ngoài ra có thể cắm trực tiếp điện 220V qua cái adapter ngoài 12V ở đây. Đây ạ. Cổng này là cổng cắm 12V để cắm trực tiếp điện 220. Và cổng này là cổng cắm 100V. Cổng này là các bác có thể cắm line in ở đây. Chỉ có duy nhất một bên bị quay sách bị xước thôi nhé, còn bên này thì là không bị xước. Đấy. Đài thì rất là đẹp và lành lặn. Màu đỏ, đỏ rực rỡ luôn. Đấy, các bác nào mua về để bày Tết thì đây là những chiếc đài mà em nghĩ là nên mua. Giá là 5,5 triệu đồng. Sản phẩm này mua thì các bác phải cọc tiền. Cọc cho em 500.000. Em sẽ gửi xe hoặc là gửi bưu điện cho các bác. Giá rất là mềm mại và êm ái. Rồi băng da rất là từ từ. Bạn nhìn chưa? Đỏ. Đỏ cả trong lẫn ngoài. Đây là những sản phẩm các bác nên mua, nên sưu tầm. Em còn 1-2-3 chiếc nữa nhưng mà chưa có thời gian để dọn. Em sẽ dần lượt dọn trong đơn kênh để phục các bác. Đấy. Các bạn nhìn đây. QT77MK2 nhá. Đấy. Nước mạ của nó ở cái phiền loa thì bóng nhoáng. Núm nút thì cũng thế. Đây là chỉnh volume của bác này. Đây là chỉnh cân bằng loa này. Và đây là chỉnh trầm bọc này. Nút này là nút da băng này. Đấy. Nút này là nút tua này.
tua đi này, tua lại này, lúc này nó play này, và lúc này là lúc này ghi băng này, đấy, cửa này cũng thế, ra băng này, tua đi, tua lại, và lúc này là nút play. Đấy. Con này thì FM phút 108 bắt được tất cả đài của Việt Nam luôn. Đấy. Sau đây thì em sẽ chuyển tính năng test tính năng radio, thì ở đây nó có một cái phần mà em cũng phải chia sẻ với các bác luôn. Ở đây cái phím này là phím chức năng này, các bác đấy là nghe băng này, cho sang đây là nghe radio này, và cho sang bên này là nghe line in này. Line in thì các bác cắm vào cổng ở đây, vào đây, bật điện thoại lên để nó phát nhạc, sau đó chuyển tính năng sang line in thì nó mới có dữ liệu. Còn để đây là nghe giữa đầu là nghe băng, để đây là radio. Nhiều bác thì để băng, để chế độ băng nhưng lại bật radio, dẫn đến là bật băng này nó không có tiếng, hoặc là để chế độ line in nhưng lại bật băng này thì nó sẽ không có tiếng. Vì thế các bác lưu ý trong quá trình mua sản phẩm như là xem video, để khi mua hàng được rồi thì là các bác biết cách sử dụng từ ngoài này vào cái gạt này này. Đầu tiên là phím chức năng. Đấy, thì còn lại những cái phím này thì là nó liên quan đến phần thu băng, rồi liên quan đến phần lau lớp, vì thế các bác không quan tâm nhiều. Đấy, còn cái phím này là cái phím tinh chỉnh phần AM/FM. Để trong này là nghe AM, để ra đây là FM. Đấy. Con này thì bắt cả TV, vì thế là ở Nhật thì nó có TV, mình không có TV, không bắt được. Đấy. Rồi, bây giờ em sẽ test tính năng radio cho các bác nhá. Còn tính năng radio thì phím chức năng bật ra giữa. Đấy ạ. Phiên sáng, kết phiên giao dịch thì VN Index đóng cửa ở mốc là 1.103, tăng nhẹ 2 điểm. Thanh khoản tuy có sự sụt giảm so với phiên trước đó nhưng vẫn ở mức trên trung bình khi có hơn 840 triệu cổ phiếu được giao dịch. Tổng khối lượng cấp lệnh trên toàn sàn đạt mức là gần 17.000 tỷ đồng. Mặc dù tăng điểm nhưng mà sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế, đóng cửa VN30 giảm nhẹ gần 1 điểm với 14. Đồng hồ thăng long, phiên vành đai 3 trên cao về cầu Thanh Trì. Một thính giả hỏi rằng có đoạn nào khó không? Thì chúng tôi có thông tin ở vành đai 3 trên cao đoạn nút đại lộ Thăng Long va chạm giữa xe tải và xe con cách đây chừng khoảng 50 phút. Và giao thông lúc đó thính giả báo rằng khó hướng về phía Mai Dịch. Thêm một thông tin nữa từ thính giả, đó là vụ va chạm giữa một xe máy mà như thính giả lúc trước có mô tả là đường Lê Trọng Tấn hướng ra Quang Trung gần tòa FLC. Điều này đã tạo ra một hình thức hợp tác đa phương vững chắc, mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia. Bộ Tư pháp Brazil thông báo sẽ phạt tập đoàn Meta, công ty mẹ của mạng xã hội Facebook, khoản tiền 9,3 triệu real, tương đương 1,86 triệu đô la Mỹ, do không tuân thủ việc rút lại quảng cáo sai lệch về chương trình tín dụng mang tên Decentrola Brazil do chính phủ Brazil đưa ra. Trước đó, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Senacon của Brazil đã yêu cầu Meta rút lại các quảng cáo gây hiểu lầm về chương trình Decentrola Brazil, nhưng tập đoàn chủ quản của mạng xã hội Facebook không thực hiện yêu cầu trên và vẫn cho lưu hành những quảng cáo này. Thưa quý vị, sau 5 ngày diễn ra, hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ cao hàng năm tại 1995 đến nay không có tin tức. Nay bà Hoa ở đâu về ngay Tòa Nhân dân huyện Mỹ Lộc để giải quyết việc bà Trần Thị Mai có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà Hoa. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Trần Thị Hoa không có mặt, Tòa án Nhân dân huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định sẽ giải quyết vụ việc theo luật định. Tòa án Nhân dân thành phố Lào Cai. Tôi có nghe quảng cáo thấy đông y chữa bệnh hen suyễn tốt, khẳng định khỏi 100%, không khỏi hoàn lại tiền. Tôi mua về uống, nhưng mấy hôm nay thấy mặt mũi tay chân bị phù, người mệt hơn, chóng mặt, buồn nôn. Liệu có phải do sản phẩm đông y không, thưa bác sĩ? Sau đây, phó giáo sư tiến sĩ. Thời thanh xuân sẽ qua. Đó là giấc mơ về một cuộc sống bình yên nơi ngoại ô của những người trẻ. Ở đó có một căn nhà nhỏ xinh, có mái hiên thoảng hương trà thơm và vườn rau xanh mát. Có lẽ sau bao bộn bề của cuộc sống, người trẻ rồi sẽ nhận ra bình yên mới nên là đích đến cuối cùng. Hy vọng rằng chương trình hôm nay đã đem lại những giây phút thật thư giãn cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Em xin kết thúc phần test và giới thiệu chiếc đài của hãng Sharp. Có mã là Sharp QT77MK2 tại đây. Công khai giá sản phẩm có mức giá là 5 triệu 500 ngàn đồng trừ phí ship. Bác nào chuyển khoản bao ship, nhưng em nghĩ cũng không quan trọng vấn đề chuyển khoản. Những bác ở gần quanh quanh khu vực Hà Nội khoảng tầm 100 km đến 200 km, em sẽ gửi, các bác nhận được trong ngày luôn. Nhận gửi bằng hình thức xe ghép. Nghĩa là xe ghép nó sẽ mang đài của em đưa cho các bác đến tận tay các bác. Các bác cắm điện
rồi là test các tính năng của chiếc đài giống như em mô tả đây, rồi thanh toán tiền. Sản phẩm trên thì bán bảo hành 3 tháng sử dụng. Bác nào quan tâm thì hãy liên hệ ngay để sở hữu. Thế giới đài xin tạm dừng phần test và giới thiệu chiếc đài Sharp QT17MK2 tại đây. Xin cảm ơn toàn thể các bác đã đăng ký kênh của Thế giới đài. Cảm ơn các bác đã thường xuyên ghé kênh để xem em thuyết trình và giới thiệu sản phẩm. Các bác thấy sản phẩm nào phù hợp thì hãy ủng hộ Thế giới đài. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.